Con đường vô thượng Tác giả Trong Kappa Người dịch Thanh Long và Trường Tâm Người đọc Hướng Dương Pháp danh Hạnh An Chiến đấu với tâm thực hành phật giáo là tiến hành một cuộc chiến đấu giữa những thế lực tiêu cực và tích cực trong tâm bạn thiền giả nỗ lực làm tiêu mòn điều tiêu cực và phát triển tăng trưởng điều tích cực những giáo lý trong quyển sách này là để chuyển hóa tâm thức chỉ đọc hay nghe mỗi một đoạn thôi cũng có thể đem lại lợi lạc to lớn. Không có những cột mốc vật chất để đo lường sự tiến bộ trong cuộc chiến đấu giữa những thế lực tiêu cực và tích cực trong tâm thức. Sự chuyển hóa bắt đầu khi trước hết bạn nhận diện và nhận thức được những lầm lạc của bạn như tính giận dữ và ganh tị sau đó người ta cần hiểu biết những cách đối trị sự lầm lạc và sự hiểu biết đó có được là nhờ nghe các giáo lý không có một phương cách đơn giản để tẩy trừ những lầm lạc chúng không thể được nhổ sạch bằng cách mổ xẻ chúng phải được nhận thức và sau đó nhờ sự thực hành những giáo lý này chúng có thể từ từ giảm bớt và rồi hoàn toàn bị diệt trừ những giáo lý này đem lại các phương tiện để giải thoát bản thân ta khỏi sự lầm lạc một con đường mà cuối cùng đưa tới sự tự do đối với mọi đau khổ và dẫn tới sự phúc lạc của giác ngộ ta càng thông hiểu pháp hay giáo lý đạo phật thì sự áp chế của tánh tự cao, oán ghét, tham lam và những cảm xúc tiêu cực khác gây nên bao nhiêu đau khổ, càng giảm bớt. Việc thực hành sự hiểu biết này trong đời sống hàng ngày trải qua một thời gian nhiều năm tháng sẽ từ từ chuyển hóa tâm thức, bởi tâm thức vẫn chịu sự biến đổi dù thường thì nó có vẻ không phải thế. Nếu bạn có thể so sánh tâm thái hiện tại của bạn với tâm thái sau khi đọc cuốn sách này thì bạn có thể nhận ra một vài sự tiến bộ. Nếu như thế, các giáo lý này sẽ đáp ứng được mục đích của chúng. Trong kiếp này, Đức Phật đã xuất hiện từ hơn 2.500 năm trước trong thân tướng Thích Ca Mâu Ni, hiền giả của bộ tộc Thích Ca. Ngài xuất gia là một nhà sư và dấn mình vào những thực hành vô già gian khổ. Tọa thiền dưới một gốc cây ở nơi gọi là Bodh Gaya ở miền Bắc Ấn Độ. Ngài thành tựu sự toàn giác. Sau đó, Ngài ban rất nhiều giáo lý để khế hợp với những lợi lạc và khuynh hướng khác nhau của chúng ta trong một số giáo lý ngài dạy cách thức để có được một sự tái sinh tốt đẹp hơn và trong những giáo lý khác ngài dạy làm thế nào để đạt được giải thoát khỏi sự luân hồi của sinh và tử những bản văn sâu rộng chứa đựng những giáo lý này được gọi là kinh sutra phát thảo những phương pháp và phương tiện để đem lại hạnh phúc cho tất cả chúng sinh. Lưu suốt từ kinh nghiệm và pháp âm mạch lạc của Đức Phật, những giáo lý này có thể được thực hành và chứng nghiệm bởi bất kỳ ai. Ở Tây Tạng, các giáo lý Phật giáo đã được biên tập trong một cuốn sách duy nhất để khám phá những giai đoạn của toàn thể con đường đi đến giác ngộ. Trong quá khứ, nhiều người đã có thể thành tựu trạng thái toàn giác nhờ nương tựa vào chính những giáo lý này, chúng thích hợp với bất kỳ những ai có tâm thức chưa được điều phục. Mặc dù chúng ta nhận ra sự tai hại do những lầm lạc của mình như mối họa hại cho chính ta và người khác khi ta hành động từ sự giận dữ, nhưng chúng ta vẫn còn rơi vào ảnh hưởng của chúng. Dịp vậy, một tâm thức chưa được điều phục, ném chúng ta xuống vực thẳm một cách hôn bạo, thay vì nó dừng lại khi nhìn thấy bờ vực. Chúng ta đã từng trôi lăn trong dòng luân hồi đau khổ này do những lầm lạc của ta và những hành động do chúng kích động được gọi là nghiệp do tương quan nhân và quả giữa những hành động và kinh nghiệm của ta chúng ta dùng đời mình để chịu đựng đủ loại thăng trầm trong phiền não và rối rắm hoàn toàn thoát khỏi gánh nặng của các hành vi trong quá khứ và sự áp chế của tham sân và si điều đó được gọi là giải thoát hay niết bàn khi chúng ta có thể tẩy trừ những lầm lạc và nghiệp nhờ chứng ngộ sự thanh tịnh tự nhiên của tâm, sự an lạc hoàn toàn sẽ phát khởi và chúng ta đạt được giải thoát toàn triệt khỏi sự luân hồi đau khổ. Nếu chúng ta làm các thiện hạnh như cứu sống những con vật thì ta có thể tích tập những điều kiện cần thiết để được tái sinh làm người. Nếu chúng ta thực hành pháp nghiêm cẩn Ta có thể tiếp tục sự tiến bộ tâm linh của ta trong những đời sau. Nhưng cuộc đời này thật quý báu và không thể tiên đoán được, và dấn mình vào sự thực hành khi chúng ta có cơ hội là điều quan trọng. Ta không bao giờ biết được cơ hội đó sẽ kéo dài bao lâu. Theo định luật nghiệp báo hay nguyên lý nhân quả thì những gì chúng ta làm bây giờ sẽ có kết quả ở tương lai tương lai chúng ta được quyết định bởi tâm thái của ta trong hiện tại nhưng tâm thái hiện tại của ta thì bị tàn phá bởi những mê lầm chúng ta nên khao khát thành tựu sự giác ngộ nếu điều đó không thể được chúng ta nên cố gắng đạt được giải thoát khỏi sự tái sinh nếu không được nữa thì ít nhất ta gieo trồng hạt giống để có một tái sinh thuận lợi trong đời sau mà không bị rơi vào một cõi luân hồi thấp. Trong thời cơ tốt lành này, khi chúng ta được nghe và thực hành pháp mà không bị ngăn ngại, chúng ta đừng để cho cơ hội hiếm có đó qua đi. Tuy nhiên, tự giải thoát khỏi nỗi đau khổ chỉ là một phần của cuộc truy tìm. Giống như ta không muốn có ngay cả nỗi đau khổ nhỏ bé nhất và chỉ mong muốn hạnh phúc thì những người khác cũng vậy tất cả chúng sinh đều bình đẳng trong ý nghĩa là ai cũng có khuynh hướng tự nhiên ước muốn hạnh phúc và giải thoát khỏi đau khổ mọi chúng sinh đều có quyền giống nhau là được hạnh phúc và thoát khỏi đau khổ hiểu rõ điều này mà vẫn làm việc chỉ vì sự giải thoát cho riêng mình sẽ khiến cho sự thành tựu trở thành một cái gì thật nhỏ bé nhưng nếu động lực nền tảng của chúng ta là làm sao có đủ khả năng giúp đỡ người khác thì chúng ta có thể đạt tới trạng thái toàn giác và đủ năng lực để làm lợi lạc tất cả chúng sinh và nhờ đó bản thân chúng ta có thể thành phật nếu tâm thái hiện tại của ta nghèo nàn và khả năng thì giới hạn làm thế nào chúng ta có thể hoàn thành những ước nguyện của người khác chỉ đơn thuần muốn giúp đỡ họ thì không đủ đầu tiên chúng ta phải có khả năng nhận thức những khát khao của người khác để nhận thức của ta được trong sáng ta phải giải trừ tất cả lỗi lầm ngăn cản chúng ta trong việc nhìn các sự vật như chúng là những chướng ngại cho sự toàn giác là những ô nhiễm do những lầm lạc như lòng ham muốn giận dữ kiêu ngạo và vô minh để lại ngay cả sau khi các lầm lạc đã được tẩy trừ tâm thức vẫn còn những dấu vết của chúng nhưng bởi bản tánh thật sự của tâm thức thì trong sáng thanh tịnh và tỏ biết nên ta có thể tịnh hóa tâm thức một cách hoàn hảo và bởi thế đạt được sự trong sáng của sự tỉnh giác được gọi là toàn giác động lực chính yếu thúc đẩy đức phật thành tựu tất cả những phẩm tính vĩ đại của ngài về thân ngữ và tâm là lòng bi mẫn cốt tùy ý của sự thực hành của chúng ta cũng nên là ước nguyện giúp đỡ người khác. Một ước nguyện dị tha như thế hiện diện tự nhiên trong lòng chúng ta bằng sự thấu hiểu rằng cũng như chúng ta, những người khác ước muốn được hạnh phúc và né tránh đau khổ. Cũng như một hạt giống, chúng ta có thể giữ gìn và khiến cho ước nguyện tăng trưởng nhờ sự thực hành về cơ bản mọi giáo lý của đức phật đều nỗ lực phát triển thiện tâm và lòng vị tha này con đường của đức phật được đặt nền tảng trên lòng bi mẫn là ước nguyện người khác được giải thoát khỏi khổ đau lòng bi mẫn này đưa chúng ta tới sự nhận thức rằng hạnh phúc của người khác là tối hậu. Nó quan trọng hơn hạnh phúc của chính ta. Và không có họ, chúng ta sẽ không có sự thực hành tâm linh, không có cơ hội để giác ngộ. Tôi không tự cho là mình đã đạt được sự hiểu biết vĩ đại hay chứng ngộ cao siêu, nhưng để tưởng nhớ tới thiện tâm của những vị thầy của tôi là những người đã ban cho tôi các giáo huấn này và với mối quan tâm tới hạnh phúc của mọi chúng sinh tôi trao tặng những giáo lý này cho các bạn giáo lý toàn giác nhờ sự thiền định Đức Phật xuất hiện sau khi đạt giác ngộ từ 2.500 năm trước. Chủ đề của giáo lý đầu tiên của Ngài là bốn sự thật cao quý. Sự thật cao quý thứ nhất là sự thật về nỗi khổ, do bởi hạnh phúc của ta không ngừng trôi tuột đi. Mọi sự chúng ta có thể bị lệ thuộc vào lẽ vô thường. Không có gì thường hằng trong những điều ta thường cho là thật có tham sân và si là những nguyên nhân của nỗi khổ đau ghê gớm của chúng ta vì vậy sự thật cao quý thứ hai là thấu hiểu nguyên nhân này của sự đau khổ khi bạn tiệt trừ gốc rễ của đau khổ là những mê lầm thì bạn đạt được một trạng thái chấm dứt đau khổ sự thật cao quý thứ ba hay niết bàn sự thật cao quý thứ tư là có một con đường dẫn tới sự chấm dứt đau khổ để đạt tới trạng thái đó trong bổn tâm bạn bạn phải theo đuổi một con đường chỉ tới khi thấu hiểu định luật nghiệp báo hay nhân quả thì chúng ta mới hứng khởi dấn mình vào con đường để chấm dứt đau khổ những tư tưởng và hành động tiêu cực sinh ra những kết quả và điều kiện duyên tiêu cực cũng như các tư tưởng và hành động tích cực sinh ra những kết quả và điều kiện tích cực khi phát triển một sự xác tín sâu sắc vào định luật nhân quả chúng ta sẽ có khả năng nhận thức những nguyên nhân và điều kiện duyên của những nỗi khổ của chính chúng ta hạnh phúc hay nỗi bất hạnh hiện tại của chúng ta là kết quả của những hành động trước đó không hơn không kém những đau khổ tự chúng quá hiển nhiên đến độ kinh nghiệm của chúng ta chứng nhận được sự có mặt của chúng vì thế chúng ta sẽ phát triển sự nhận thức là nếu không muốn đau khổ thì bây giờ chúng ta nên làm việc để trừ tiệc những nguyên nhân của nó nhờ thấu hiểu sự đau khổ và các nguồn gốc của nó chúng ta có thể nhận thức khả năng tiệt trừ vô minh đâu là căn nguyên chính của đau khổ và chúng ta có thể quan niệm được một trạng thái chấm dứt một sự chấm dứt toàn bộ sự vô minh này cùng những mê lầm sinh ra từ nó khi sự hiểu biết của ta về sự chấm dứt đau khổ đã toàn hảo chúng ta sẽ phát triển một ước muốn mạnh mẽ và tức thời để đạt đến một trạng thái như thế nhận thức của chúng ta phải hết sức sâu sắc đến nỗi lay động được toàn bộ con người ta và khiến ta có một ước muốn tức thời đạt tới trạng thái đó một khi chúng ta phát triển ước muốn tức thời này để thành tựu sự chấm dứt đau khổ thì một sự cảm kích bao la đối với những bậc đã chứng ngộ sự chấm dứt này trong bổn tâm các ngài sẽ phát triển sự nhận thức về các thành tựu của đức phật sẽ trở nên mạnh mẽ các lợi lạc và vẻ tráng lệ của giáo lý của ngài trở nên rõ ràng giáo lý về những giai đoạn của con đường đi tới giác ngộ này từ ấn độ truyền sang tây tạng Đạo Phật không tới xứ Tây Tạng mãi cho tới thế kỷ thứ 8, nhưng vào thế kỷ thứ 9, sự thực hành của nó bị vua Lan đọt Ma cấm đoán. Ông ta đóng cửa các tu viện là trung tâm chính yếu cho những giáo lý. Sự hủy diệt Phật giáo của vua Lan Do Ma rộng lớn, nhưng người ta vẫn còn có thể thực hành ở những miền hẻo lánh và truyền thống được giữ gìn. Vào thế kỷ thứ 11, rối rắm phát sinh từ hai cách tiếp cận sự thực hành giáo lý. Đó là sutra hay con đường nghiên cứu và thực hành, qua đó phải mất nhiều đời để đạt được giác ngộ, và tantra, các thực hành bí mật khiến cho sự giác ngộ có thể thành tựu ngay trong một đời. Vào thế kỷ thứ 11, một tăng sĩ Ấn Độ tên là Atisha trở nên nổi tiếng nhờ khả năng giảng dạy phật pháp và bảo vệ được giáo pháp trong các cuộc tranh luận với các triết gia phi phật giáo ngài có thể tập hợp mọi quan điểm triết học phật giáo khác nhau đã phát triển qua nhiều thế kỷ cũng như những hệ thống thực hành của cư sĩ và tu viện ngài được mọi trường phái triết học coi như một bậc đạo sư vô tư và có thẩm quyền vào thời điểm đó vị vua của miền tây tây tạng được hứng khởi bởi đức tin phật pháp vĩ đại của tổ tiên ngài đọc nhiều bản văn và nhận thấy những gì ngài suy nghĩ có những mâu thuẫn trong các hệ thống khác nhau đặc biệt là đối với kinh thừa sutra và mật thừa tantra nhiều người tây tạng lúc đó do một ngộ nhận về vai trò của giới luật trong hai hệ thống cho là những thực hành kinh thừa và mật thừa không thể cùng được thực hiện bởi một con người tuy nhiên nhà vua nhận ra là khi đạo phật đến tây tạng vào thế kỷ thứ tám hai hệ thống đã cùng hiện diện một cách êm ả vị đạo sư ấn độ Santa Rakshita đã truyền bá sự thực hành giới luật tu viện, lẫn những thực hành rộng rãi và bi mẫn của kinh thừa. Cùng lúc đó, vị du già vĩ đại Padmasambhava, Liên Hoa Sanh, đang truyền bá sự thực hành mật thừa và điều phục những lực lượng xấu ác gây tác hại cho Tây Tạng hai vị đạo sư này cùng chỉ dạy sự thực hành pháp và không có bất kỳ sự thù địch nào giữa các ngài nhận thức rằng ấn độ là nguồn mạch của sự thực hành kinh thừa và mật thừa nhà vua phái hai mươi đệ tử thông tuệ từ tây tạng sang ấn độ nghiên cứu với ý định là họ sẽ trở về và làm sáng tỏ các giáo lý cho người tây tạng nhiều người trong số đó đã chết trên đường đi, nhưng hai người trở về được và tường trình cho nhà vua là ở Ấn Độ, sự thực hành kinh thừa và mật thừa được tiến hành mà không có bất kỳ khó khăn nào giữa chúng. Tại tu viện Masila ở Bengal, họ tìm thấy ngài Atisa, vị đạo sư vĩ đại. Những đệ tử này cảm thấy rằng ngài Atisa là người có thể giúp đỡ cho tây tạng bản thân nhà vua đang tìm kiếm đủ số vàng đáp ứng cho các phí tổn để mời thỉnh vị thầy này từ ấn độ nhưng ngài bị một vị vua thù địch với phật giáo bắt giữ ngài được chọn lựa giữa mạng sống và công cuộc tìm kiếm giáo pháp của mình khi ngài từ chối không từ bỏ sự tìm kiếm ngài bị giam cầm. Người cháu cố gắng giải cứu ngài, nhưng nhà vua nói, cháu không nên băn khoăn về ta, đừng lãng phí dù chỉ một đồng vàng để chuộc ta, hãy dùng tất cả số vàng để mời ngài Atisha ở Ấn Độ. Người cháu không dâng lời chú và cuối cùng, đưa ra số vàng nặng bằng trọng lượng của nhà vua dùng làm tiền chuột ngài nhưng kẻ bắt cóc từ chối điều này nói rằng người cháu đã mang lại số vàng chỉ bằng trọng lượng của thân mình người chú nhưng không đủ để chuộc cái đầu ông ta từ chối thả tù nhân cho tới khi người cháu mang thêm vàng tới sau đó người cháu kể lại cho chú điều gì đã xảy ra nếu cháu tiến hành chiến tranh để cứu chú người cháu trình bày sẽ có cuộc đổ máu lớn vì thế cháu sẽ cố gắng thu nhập vàng để chuộc cái đầu của chú xin cầu nguyện cho cháu thành công vị vua chú trả lời đây là nguyện ước của ta muốn đem ánh sáng giáo pháp tới xứ tây tạng để soi sáng mọi nghi ngờ và mâu thuẫn nếu ước nguyện này được thực hiện thì cho dù phải chết ở đây ta cũng không hối tiếc ta đã già rồi sớm muộn gì cũng phải chết ta đã từng tái sinh nhiều đời nhưng việc ta có thể hy sinh đời mình vì pháp là điều hết sức hy hữu hôm nay ta đã được ban cho cơ hội đó vậy cháu hãy chuyển lời tới bản thân ngài atisha thưa với ngài là ta đã từ bỏ đời mình để ngài có thể viếng thăm tây tạng truyền bá thông điệp của đức phật và soi sáng những ngộ nhận của chúng ta lắng nghe quyết định của chú người cháu hết sức xúc động với nỗi buồn ghê gớm ông tạm biệt chú mình người cháu gửi một nhóm dịch giả Tây Tạng sang Ấn Độ để tìm kiếm ngài Atisa. Đoàn tìm kiếm gồm 6 người này mang theo 700 đồng vàng. Cuối cùng, tới được tu viện của ngài Atisa. Ở đó, họ được cho gặp vị tu viện trưởng. Mặc dù họ không bộc lộ mục đích của việc đi đến Ấn Độ của mình, vị tu viện trưởng nói, không phải là ta muốn chiếm hữu ngài Atisa, nhưng rất hiếm có những vị thầy nào như ngài, và nếu ngài rời Ấn Độ thì sẽ là một đại họa cho chính giáo pháp, và vì thế cho toàn thể dân chúng, sự hiện diện của ngài ở Ấn Độ hết sức quan trọng. Cuối cùng, vị dịch giả Tây Tạng có thể gặp ngài Atisa và đôi mắt ông ràn rụa nước mắt Ngài Atisa nhận ra điều này và bảo ông ta Đừng lo lắng Ta biết sự hy sinh vĩ đại Mà nhà vua Tây Tạng đã làm vì ta Ta đang xem xét nghiêm cẩn thỉnh cầu của nhà vua Nhưng ta già rồi Và cũng có trách nhiệm Phải trông nom tu viện Nhưng sau cùng Ngài Atisa đồng ý đi Tây Tạng sau khi tới miền tây tây tạng ngài được người cháu nhà vua thỉnh cầu soạn một bản văn có lợi lạc cho toàn thể phật pháp ở tây tạng ngài đã để lại cho chúng ta tác phẩm ngọn đèn trên con đường đi đến giác ngộ nó cô động mọi con đường chính yếu từ toàn bộ các giáo lý thành một hình thức thích hợp với những nhu cầu thực sự của dân chúng tây tạng vào thế kỷ thứ 15, đạo sư Tây Tạng Son Kapa viết một quyển sách được gọi là Lam Rim hay Các giai đoạn của con đường đi tới giác ngộ. Ngài nghiên cứu về sự trình bày của Ngài Atisha và làm cho những giáo lý nguyên diện này thích hợp hơn nữa với bất kỳ người nào trong sự thực hành. Lam Rim là nền tảng cho giáo lý chứa đựng trong quyển sách này bằng cách dạch ra mọi giai đoạn của con đường đi đến giác ngộ. Lam Rim cũng chỉ rõ tất cả các giáo lý hợp thành một tổng thể hữu cơ như thế nào. Làm thế nào, Pháp bao gồm cả kinh điển, con đường thông thường và Tantra, con đường bí mật. Mặc dù thỉnh thoảng những giáo lý này có vẻ mâu thuẫn nhau, nhưng chúng không có mâu thuẫn gì khi được thực hành thích ứng trong một tiến trình tiệm tiến tất cả chúng đều quan trọng như những người hướng dẫn trên con đường đi đến giác ngộ một số người cho là mình có thể thực hiện những thực hành bí mật mà không cần hiểu biết các giáo lý phật giáo căn bản không có nền tảng đúng đắn của con đường thông thường người ta có thể không tiến bộ chút nào trong mật thừa không có ước nguyện tràn đầy bi mẫn là đạt được giác ngộ để đưa tất cả chúng sinh đến sự giải thoát thì mật thừa chỉ trở thành sự trì tụng thần chú nào đó. Thực hành mật thừa sẽ bị bó hẹp trong việc sử dụng những nhạc cụ như não bạc, kèn trumpet làm bằng xương đùi và tạo nên lắm sự ồn ào. Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật nói rằng thực hành sự rộng lượng, bố thí, giới luật nhẫn nhục, tinh tấn thiền định và trí tuệ là con đường duy nhất dù đi theo kinh thừa hay mật thừa mà tất cả chư phật trong quá khứ đã vượt qua để đi đến giác ngộ nếu bạn từ bỏ những phương diện thông thường và chung nhất của con đường thì đó là một sai lầm lớn vì thế đạo sư vĩ đại son tác giả của các giai đoạn của con đường đi tới giác ngộ khuyên rằng các hành giả nên tìm sự dẫn dắt của một đạo sư kinh nghiệm và nỗ lực hiểu biết tất cả các giáo lý của đức phật phù hợp và thích ứng với sự thực hành của họ những phương diện nào không thể lập tức thực hành thì cũng chớ nên loại bỏ thay vào đó hãy tự hỏi một cách sâu sắc là liệu bạn có thể đưa chúng vào thực hành trong tương lai không nếu bạn có thể làm điều đó thì cái nhìn của bạn về các giáo lý Phật giáo sẽ hết sức thâm sâu. Toàn bộ kinh điển Phật giáo đều cần thiết và thích hợp với một hành giả. Khi đang vẽ một bức thăng ca, một tranh cuộn của Phật giáo Tây Tạng, người nghệ sĩ phải thông hiểu tính chất cần thiết của mọi loại sơn. Nhưng điều đó chưa đủ. Người ấy phải biết khi nào mỗi loại sơn được cần đến trước tiên phát họa nét chính và sau đó thêm vào những màu sắc hiểu được sự phối hợp thực sự của chúng là điều tối quan trọng tương tự như vậy chúng ta phải biết sự quan trọng của tất cả giáo lý phật giáo cũng như chúng phải được thực hành vào lúc nào và thực hành ra sao khi những nhân tố này hiện hữu thì mọi che chướng và khó khăn gắn liền với sự thực hành của bạn tự nhiên bị tiêu trừ